trong lời thơ bóng cô liền. Lòng bao nhớ nhung toát lên hình hài hùng anh, cùng mang trái tim tương tư mộng mơ. Tìm trong mộng mơ không còn ai, trong lời thơ bóng cô liền. Gặp trong bão giông tình trong ý thơ, ngàn năm cố nhân chờ về tình không buồn sắc. Cô chớ nên e ngại, lão đây vốn là nô bộc lâu năm của trang chủ họ Bùi, chứ không phải là kẻ phàm phu tục tử. Cô là con gái nhà ai, sao lại lạc vào đây? Dạ thưa lão ông, tiện nữ là Kiều Nguyệt Nga, con gái của Kiều lão Thái Canh, tri phủ huyện Hà Khê. Vậy
cô có phải là tiểu thư Nguyệt Nga mà triều đình đã chọn cống sang hôm qua để làm hoàng hậu đấy chăng?